Ok, và chào mừng anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Trong cái buổi sáng ngày hôm nay, ngày 19 tháng 5 thì Mình sẽ cùng mọi người chúng ta tiếp tục chúng ta cập nhật về thị trường Và chúng ta sẽ cập nhật về zoom của Bitcoin mọi người nhé Ok, và mọi người xem video của mình có thể ấn giúp mình một like video Quay trở lại với cái thị trường crypto của chúng ta trong cái buổi sáng ngày hôm nay Trong cái buổi sáng ngày hôm nay khi mà mình đang ngồi cập nhật thị trường với anh em thì thời điểm hiện tại thì Bitcoin đang giao dịch quanh mức 66.950 đô. Thời điểm này thì thị trường ta thì trong những ngày gần đây thì chúng ta có một cái đà tăng và một cái đà hồi phục của thị trường khá là tốt. Và thời điểm ngày hôm nay thì chắc chắn một điều là như anh em follow và anh em ở trong nhóm của mình thì tất cả mọi người đang có một cái khoản lợi nhuận và chúng ta đang dương cái tài khoản. Khi mà trong cái thời gian vừa qua chúng ta liên tục chúng ta bắt được những cái vùng giá mà thực sự nó rất là vùng đáy của thị trường đó chính là chúng ta bắt được Bitcoin ở cái vùng giá là 56 57 ngàn đô này cộng thêm với cái việc mà chúng ta bắt được Bitcoin ở vùng 60 và 61 ngàn đô này thì chắc chắn một điều là hai cái vùng giá này thì nó đều mang lại cho một người một cái mức lợi nhuận và hiện tại thì tài khoản của anh em cũng như là mọi người chúng ta đang dương rất là nhiều ờ, nếu như mà anh em mà chúng ta bắt được ở vùng 56 và 57 ngàn đô thì hiện tại thì tài khoản chúng ta đang đời cũng rất là lớn Thậm chí là nếu như mà anh em mà đợt sau mà anh em có bắt ở vùng 60 và 61 thì cũng đang dương tài khoản rất là nhiều. Và chúc mừng mọi người chúng ta có một cái kế hoạch hoàn toàn hợp lý và hoàn hảo trong cái thân vượt qua. Trước đấy thì chúng ta có đánh mượt một con sóng bắt đáy ở đây rồi. Đó thế nên là tổng của hai con sóng này thì chắc chắn một điều là anh em ở trong nhóm của mình cũng như là anh em follow của mình đang nở rất là lớn, ít nhất là khoảng tầm 25%. Đấy là một cái mức tăng trưởng tài khoản theo mình thì hoàn toàn ổn. Tại vì sao lại mình lại nói rằng là đây là một cái mức tăng trưởng tài khoản hoàn toàn ổn Tại vì gần như đa phần anh em và đa phần người chơi thì chúng ta đều bị sụt giảm thậm chí là có những anh em mà chúng ta bị dẹp chia hai tài khoản bởi con sóng giảm này nó thậm chí là với một số những cái đồng an coi trên thị trường ấy thậm chí là với một số những đồng an coi trên thị trường trong gian vừa qua thì nó còn có những cái đà giảm thậm chí là như như cái con saga này nó còn chia đến tận khoảng gần 4 lần hay là như con ibo đúng không ạ thì tất cả những cái đồng ăn coi này hiện tại thì nó đã và đang giảm rất mạnh IAPO của anh em thì nó giảm tận từ 3.9 mà nó giảm về 0.8 này có nghĩa là cái con này nó bị chia đến tận 5 lần cơ và trong khi đó thì chúng ta không những là chúng ta uh, thoát được cái con sóng giảm chia rất lớn từ 2, 3, 4 lần của an coi mà chúng ta lại bắt được đáy của những cái đồng ăn coi này và chúng ta vẫn đang duy trì một cái mức lợi nhuận rất là tốt và rất là ổn thế nên là chúng ta xứng đáng mình nghĩ là chúng ta hoàn toàn xứng đáng thôi tại vì sao mà chúng ta lại hoàn toàn xứng đáng á Tại vì khi mà thị trường của chúng ta và khi mà an coi của chúng ta nó đang ở trên cái vùng đỉnh này Thì chúng ta là những cái người mà chúng ta dám Chúng ta là những người mà chúng ta dám đưa ra quyết định chúng ta cắt out Và chúng ta gì ạ? Hoàn toàn thắng lợi đúng không ạ? Mà chúng ta cắt out ở trên cái vương cương vị Mình phải nói với anh em là chúng ta cắt out Ở trên cái cương vị là chúng ta là những người chiến thắng Chứ không phải là chúng ta không có hàng Mà từ cái con sóng của 2023 Và con sóng của 2024 thì trong nhóm của mình thì chúng ta đã được nhân 3 rồi đúng không ạ? Ở đó chúng ta thoát được con sóng giảm này. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn xứng đáng đúng không ạ? Tại vì chúng ta đánh được những con sóng tăng. Sau đó chúng ta có cắt đào ra này, chúng ta lại mua lại này, chúng ta đánh lên, chúng ta lại cắt đào ra. Sau đó chúng ta lại bắt đáy chúng ta đánh lên. Thì cái như cái con sóng vừa qua vừa chúng ta thì mình nghĩ rằng là hoàn toàn xứng đáng tại vì những cái thời điểm mà gì khó khăn nhất, những cái thời điểm mà khó đưa ra quyết định nhất thì chúng ta là những người chúng ta cắt đào đây. Chúng ta là những người chúng ta cắt đây. Thế nên là cái việc mà ngày hôm nay mà tài khoản của anh em hay là tài khoản của mình tăng như vậy thì mình nghĩ rằng hoàn toàn hợp lý thôi. Thế nên là chúc mừng anh em nhé. Chúng ta cố gắng là trong gian tới và chúng ta tiếp tục chúng ta duy trì và chúng ta đi đúng cái lộ trình thôi. Và mình tin rằng, mình tin rằng là chúng ta sẽ đến được đích và chúng ta sẽ có cái thành quả rất lớn. Thế nên là anh em cố gắng, mọi người follow, có mọi người bám sát giúp mình. Về xuống của thị trường thì chúng ta không cần phải nói quá nhiều rồi. Cái điểm đầu tiên gần đây nhất ở những con sóng mà trước đây mà chúng ta bắt được Bitcoin ở cái vùng giá bên dưới là vùng 17.000 đô này, chúng ta bắt đầu vùng 22.000 đô. Chúng ta bắt đầu vùng 25 và 28 ngàn đô này thì chúng ta không nói làm gì rồi đúng không ạ? Thì tại vì tất cả những vùng giá đó là đều là những vùng giá mà gần như mình côn anh em chúng ta bắt đáy và chúng ta đều có một cái mức lợi nhuận rất là ổn. Thế này chúng ta cũng không có gì mà chúng ta cần phải nói quá nhiều rồi. Chúng ta đã có một cái mức lợi nhuận rất là ổn. Nhưng với cái con sóng gần đây nhất đúng không ạ? Thì chúng ta cũng có một cái điều rất là vui, đó chính là chúng ta vào được hàng ở vùng giá này. Do đó là chúng ta đánh được sóng tăng lên chúng ta tiếp tục chúng ta vào được hàng chúng ta đánh sóng tăng lên chúng ta vào hàng chúng ta đánh sóng tăng lên một số anh em mọi người bảo là ơ ông hiếu này ông ấy bảo là ông ấy vào hàng nhưng mà chắc thì nó đã vào thì cái đấy là do mọi người không ở không ở trong nhóm của mình đâu thôi ạ còn nếu như mà anh em ở trong nhóm của mình anh em ở trong nhóm riêng anh em ở trong nhóm vip thì chắc chắn một điều là những cái điều mình côn nó là đúng 100% tại vì nếu như mà mình không côn đúng không ạ làm sao mà mình có thể nói ra được như vậy nên là anh em nói như vậy là do mọi người không ở trong nhóm của mình mọi người không follow và mọi không bám sát mình thôi chứ còn ở vùng giá đó là vùng giá mình bắt ở vùng giá 56 và 57 ngàn đô là mình vùng mình bắt ở vùng giá 60 ngàn đô 61 ngàn đô đấy là vùng giá mình bắt và thậm chí là ở vùng giá 60 61 ngàn đô này thời điểm đầu mình cũng có một cái điểm bắt ở đây sau đó mình cắt ao hàng vùng trên này nó hoàn toàn hợp lý mà nó đâu có sai đâu đúng không ạ thế nên là đấy là do mọi người không ở trong nhóm của mình thôi thế nên mọi người mới comment như vậy còn hiện tại nhé, cá nhân của mình thì mình vẫn đang gồng lời trong thời điểm này với mình thì mình vẫn kỳ vọng rằng là thị trường trong gian tới thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta gồng lời thôi chúng ta cũng không có gì mà chúng ta cần phải quá lo lắng cả về xuống của bitcoin thì mình phải nhắc đi nhắc lại với anh em rất nhiều là bitcoin có một cái vùng hỗ trợ ở vùng giá 60 000 đô này nếu như cái vùng giá mà 60 000 đô này mà bitcoin của chúng ta nó không trụ được ấy. và nó phá qua vùng 60 000 đô này thì bitcoin nó thể rơi về cái vùng giá sâu hơn vì gần đây nhất là chúng ta có một cái vùng hỗ trợ của bitcoin là khoảng quanh vùng 57 000 đô và chúng ta có một cái vùng hỗ trợ sâu hơn là vùng 52 đến vùng 54 ngàn đô thì cái câu chuyện đó nha bây giờ Bitcoin có khả năng về vùng dưới hay không thì mốc 60 000 đô đó là một cái mốc quan trọng nếu mà Bitcoin mà nó phá 60 000 đô thì nó có thể về cái vùng giá sâu hơn là vùng 52 hoặc 54 000 đô nhưng mà về cơ bản thì cái việc mà Bitcoin nó có về hay không thì với mình cũng không quan trọng lắm tại vì hiện tại thì mình đang mua được an coi à, mình đang mua được Bitcoin giá rất rẻ và hiện tại thì tài khoản của mình cũng như là tài khoản anh em ở trong nhóm riêng của mình vẫn tăng rất là đều rồi. Thế là với mình thì cái việc mà Bitcoin nó có rơi về cái vùng giá bên dưới này không thì với mình nó không quan trọng. Còn nếu như mà anh em mà chúng ta chờ hay là anh em mà chúng ta chưa có hàng thì thật sự rất là căng đúng không ạ? Tại vì bây giờ tài khoản của mình đang tăng rất đều nhưng mà anh em chúng ta vẫn đang gì ạ? Đang chưa có hàng. Thì đấy là một cái điều mà thực sự rất là nguy hiểm và thực sự là một cái điều gì đấy mà anh em đánh kiểu đôi khi anh em chắc tay quá. Những cái thời điểm mà đánh chắc tay mình bảo anh em chúng ta thoát hàng ở cái vùng giá trên này thì các bạn không thoát nhưng mà đến thời điểm mà khi mà thị trường có cái vùng giá tốt, cái vùng entry ngon để chúng ta vào hàng thì anh em chúng ta lại rén tay và anh em không dám vào hàng. Nhưng mà thực sự là chúng ta thực sự chúng ta xứng đáng tại vì chúng ta dám vào hàng đúng không ạ? Chúng ta dám vào hàng những cái thời điểm người ta không dám vào. Chúng ta dám thoát hàng ở thời điểm mà người ta không dám thoát. Thế là nếu như ngày hôm nay ngày hôm nay cái việc mà chúng ta tăng tài khoản mà chúng ta tiếp tục chúng ta có những cái thắng lợi lớn như ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng là đấy là cái điều đương nhiên thôi nó không có gì mà chúng ta cần phải đắn đo quá đúng không ạ thì hiện tại thì cá nhân của mình thì mình vẫn đang gồng lời nhé Dù thị trường người trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta đánh thực sự rất tốt và tài khoản của anh em hiện tại đang như x 3 hết rồi về danh mục tổng tài khoản đang x 3 thì đấy là một cái sự thành công của mình với một người trong nhóm thì trong cái đoạn này thì mình vẫn kỳ vọng là thị trường của ta nó sẽ chập chờn và nó chưa đẩy ngay còn nếu như mà thị trường nó bơm lên ngay và thị trường nó đẩy lên ngay thì mình cũng ngon thôi tại vì mình đang trên tàu với cá nhân của mình thì thực sự mình vẫn nghĩ rằng là khả năng rất cao thị trường ta nó sẽ chập chờn chập chờn trong thời gian tới thì anh em chúng ta cũng có thể là tìm ra cái điểm lên tàu nhưng mà thực sự là rất tiếc khi mà thời điểm thời gian vừa qua mình liên tục mình côn anh em chúng ta lên tàu nhưng mà anh em chúng ta không vào về trong thời gian tới thì cái cơ hội về ăn coi cũng là cơ hội với thị trường rất nhiều cái năm 2024 này mình nói với anh em là cái cơ hội trong năm nay cũng là cái cơ hội trong năm 2024 và nó rất là lớn thì chúng ta cố gắng là chúng ta tận dụng thậm chí là an coi nếu như mà chúng ta chọn được các dự án tốt và chúng ta chọn được các dự án tiềm năng thì chúng ta hoàn toàn có thể bứt phá được tài khoản. Nhưng mà nhớ cho mình là năm nay nó vẫn là một cái năm không dễ dàng gì. Cái câu chuyện 10.000 đô mình kể với anh em rất nhiều rồi đúng không ạ? Và hiện tại nó đã và đang xảy ra cái câu chuyện 10.000 đô. Đó là người chơi bên ngoài họ đang bị chia hai nhưng mà chúng ta đang dương. Đúng không ạ? Người chơi bên ngoài thì họ đang chia hai nhưng mà chúng ta đang dương. Cái câu chuyện 10.000 đô nó đã và đang xảy ra rồi. Rồi chúng ta có một cái câu chuyện là 50 tỷ đúng không ạ? cái câu chuyện 50 tỷ nó là một cái câu chuyện khiến cho mọi người hiểu rằng cái bản chất của thị trường này nó không hề đơn giản như vừa nghĩ. Ai vào thị trường này cũng mong muốn là đầu tư nhân vừa nhân 20. Thế mình hỏi anh em là nếu như mà bây giờ ai cũng đạt được cái target nhân 10 nhân 20 thì ai là người mất tiền, ai là người trả cho anh em? Market maker ạ, à? sàn giao dịch ạ. À? Không có đâu ạ. À. Trong thị trường này bản chất cái dòng tiền nó chỉ luân chuyển và nó dịch chuyển trong thị trường thôi ạ. À. Nó dịch chuyển cái dòng tiền của những nhà đầu tư trong thị trường với nhau. Và trong khi đó thì có những cái ông lớn trong thị trường này như market maker đúng không ạ? Sàn giao dịch dù dự án cá mập thế nên là chúng ta vẫn phải cẩn thận tại vì chúng ta đang là con mồi anh em đầu tư vào thị trường coi anh anh em cứ nghĩ là chúng ta là gì ạ người đi săn đúng không nhưng không trong thị trường này chúng ta là con mồi thôi ạ chứ không phải là anh em là người đi săn Tức là nhiều anh em đầu tư vào mọi người đánh rất rủi ro anh em đầu khi đưa rất FOMO anh em đầu tư cứ nghĩ là màu hồng nhưng mà qua một cái quá trình đầu tư thì bây giờ mình tin rằng là cộng đồng 95% thậm chí là 98% anh em đợt vừa rồi đều bị chia hai tài khoản hết Còn mấy nhóm như chúng ta đâu chúng ta thoát được sóng giảm này đâu ạ à? và chúng ta bắt được đáy đâu Thế là chúng ta xứng đáng để chúng ta gì ạ vui mừng bởi cái thân vừa qua chúng ta gì đánh rất sát đúng không ạ trong tuần tới thì anh em nào chúng ta muốn đánh anh coi có thể xuống phần mô tả video nhé có thể đăng ký vào trong nhóm premium hoàn toàn miễn phí thôi Ngoài ra thì mình phải nhắc lại với anh em nói là để mà tham gia vào trong nhóm VIP thì yêu cầu là anh em phải đồng điệu về cái lối chơi, cái tư duy với mình thì chúng ta mới đăng ký vào trong nhóm VIP. Nếu như mà anh em mà chúng ta đánh theo kiểu formo, đánh theo kiểu bản năng thì nó sẽ không phù hợp. Nhưng mà nếu như anh em nào mà chúng ta muốn có một cái lộ trình, muốn có một cái chiến lược đánh nó yên tâm ý, thì hoặc là anh em nào buồn lớn thì tham gia nó rất là tốt. Đó nhưng mà nhớ là phải đồng điệu với cái tư duy, cái lối chơi thì chúng ta mới tham gia vào đúng không ạ? Tham gia vào trong nhóm này sẽ có tín hiệu đánh ăn coi cũng là tham gia vào các cái buổi zoom định hướng của mình. Thì anh em chúng ta có thể đăng ký vào nhưng mà nhớ phải follow mình đủ lâu, sau đó đồng điệu về cái nối chơi thì chúng ta mới đăng ký. Có anh em đầu tư theo kiểu là muốn nằm giàu nhanh, anh em đầu tư theo kiểu là fomo như con bạc ấy. thì mình nói thẳng anh em luôn là sẽ không phù hợp. Thế nên em phải cân đối thật kỹ nhá, được không ạ? Về thị trường trong cái đoạn này nó vẫn đang chập chờn thôi, mình nghĩ rằng chúng ta sẽ phải bám sát. Anh em nào có hàng và chúng ta lên tàu rồi, chúng ta tiếp tục chúng ta gồng đời trong cái thân tới còn nếu như mà anh em mà chúng ta chưa có hàng thì chúng ta sẽ có thể là cân đồ chúng ta chia ra chúng ta bán coi cũng được. Đó nhưng mà nhớ cho mình là đánh ăn coi cực kỳ căng. Năm nay là một cái năm mà dễ dàng hơn năm 2023 rất nhiều. Nhưng mà năm nay nó vẫn là năm khốc liệt. Nếu như mà anh em mà đánh không cẩn thận thì có thể là mọi người vẫn bị mất tiền và chúng ta vẫn bị thua lỗ. Và năm nay nó một cái năm mà mình nghĩ rằng là nếu như chúng ta tận dụng được thì chúng ta sẽ thay đổi được cái vị thế rất lớn. Chúng ta hoàn toàn có thể nhân 10 nhân 20 được. Đó thế nên là anh em chúng ta cố gắng chúng ta đánh bình tĩnh giúp mình. Uh, thị trường này nếu như chúng ta hiểu cuộc chơi thì thực ra nó kiếm tiền nó không hề khó như chúng ta nghĩ nhưng mà nếu như mà thị trường này mà mà nếu như anh em không hiểu cuộc chơi chúng ta đánh phong mô thì nó cực kỳ khó luôn ấy nhiều khi anh em để ý đấy đóng vừa rồi đánh vào được đục nhẹ cái là chia hai tài khoản đúng không nó cũng rất là khắc nghiệt đấy ạ thì em phải cẩn thận giúp mình nhá được không ok trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì mình tranh thủ mình update và mình cập nhật thị trường với mọi người một chút thôi anh em chúng ta có thể tham khảo mình sau đó đưa ra cái kế hoạch cũng như cái kế hoạch phân bổ giúp mình nhá và mọi người xem video của mình có thể ấn giúp mình like video. Anh em có thể tham gia vào trong Telegram, tham gia vào group Facebook và có thể tham gia vào cái link nhóm mình để ở phần mô tả của video. Và hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo. Bye mọi người